Thì không phải là người đầu tiên được mấy vị cứu đâu, rất là đông, ở Việt Nam đông lắm. Cái hay nữa là có nhiều nhà hàng để thì cái khánh thổ địa lấy dấu thiên tâm khánh á là cũng cũng đắt lên nữa, mấy vị hộ đủ kiểu á, chứ không phải là sức khỏe không.